tin khác, sáng 29 tháng 3, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá, thành tựu phát triển của đất nước. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 sẽ tặng cho các tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ở các hạng mục báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Các tác phẩm này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tác phẩm dự thi gửi đến cơ quan thường trực giải thưởng là Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn xã Việt Nam trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Trải qua 8 mùa giải thành công, giải thưởng tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng chuyên môn, mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại trong nước và ngoài nước.